Tối ngày 3 tháng 11, nhằm ngày 18 tháng 9 âm lịch, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 long trọng tổ chức chương trình thắp nến tri ân hướng về nỗi đau miền Trung tại tu viện Khánh An, phường Tân Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trang nghiêm tham dự có Hòa thượng Thích Trí Anh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Trí Dân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Thư ký Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức các ban ngành thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, chư tôn đức tăng ni, Phật tử trong và ngoài thành phố. Về phía chính quyền địa phương, có ông Trần Văn Út, Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 12, ông Trương Lê Hà Hiếu, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, ông Phạm Đình Ngọc, Ủy viên thường vụ quận ủy, Trưởng công an quận 12. Đại diện lãnh đạo các ban ngành, các cấp chính quyền địa phương và Phật tử Ban Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh quận 12, tu viện Khánh An về tham dự. Thượng tọa Thích Trí Chân, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc cho biết, thời gian gần đây, đồng bào miền Trung đã phải trải qua 5-6 cơn bão, nhiều người rơi vào cảnh mất người thân, nhà cửa, mất tất cả, có những người không có bát cơm để ăn, vô cùng khó khăn và mất mát không gì diễn tả nổi. Thông qua lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 đã vận động bà con Phật tử, mọi người cùng chung tay đồng lòng hướng về miền Trung. Chư tôn đức đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện, đem trái tim từ bi của mình gửi năng lượng bình an, cầu nguyện cho bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Phát biểu tại đêm thắp nến cầu nguyện, Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ: Lễ hội thắp nến tri ân nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát với ý nghĩa là ban ơn cứu khổ. Bằng hành nguyện đó, những trái tim, lòng yêu thương của người con Phật, mọi người đồng hướng về miền Trung cầu nguyện Đức Phật gia hộ, nhờ oai lực của chư Phật và sự chú lực của chư Tăng, cầu nguyện cho bão lũ miền Trung mau chóng qua đi. Chư tôn đức lãnh đạo Ban Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 cùng bà con Phật tử đã thắp nén hương cũng như dâng lời chú nguyện cho bà con miền Trung mau chóng vượt qua những khó khăn. Trong không khí thiêng liêng, chư tôn đức thịnh ánh sáng từ Đức Thế Tôn và truyền đăng cho chư Tăng và quý Phật tử. Bốn lời quán nguyện của các vị Bồ Tát được cất lên với ánh sáng hoa đăng lan tỏa khắp hội trường. Chư tôn đức cùng đại chúng cùng rải tâm từ hướng về đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca và Quán Thế Âm, nguyện cầu bình an đến đồng bào miền Trung. Được biết, cũng tại đêm thắp nến, ban tổ chức đã nhận được những phần tịnh tài là tấm lòng của quý Phật tử đóng góp nhằm tiếp tục thực hiện chương trình cứu trợ bão lụt tại các tỉnh miền Trung.